Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Vâng, video ngày hôm nay tôi sẽ unbox mở hộp một con Blycam của hãng Husqvarna. Tên của nó là Husqvarna ACE2 nha các bạn. Tức là trước giờ Husqvarna đã ra rất nhiều dòng ACE rồi. Đây là cái bản mới nhất, vừa mới ra mắt luôn. Và được trang bị một cái cảm biến là 1 inch, cảm biến CMOS 1 inch. Rất là tuyệt vời các bạn. Vâng, thì lâu nay ở Việt Nam mình ấy, thì các anh em chơi Blycam ấy, thì thường là nói tới Blycam là nói tới DJI các bạn ha. Đó, nhưng mà những cái dòng Husqvarna này này, đó, tôi cũng đã chơi và review khá là nhiều rồi. Chất lượng của nó thì thật sự là cũng không phải là tồi. Ở nước ngoài họ chơi rất là nhiều. Lý do là ở nước ngoài ấy, họ sẽ mua, bỏ ra một số tiền, họ mua một con Blycam làm sao để đáp ứng đúng cái nhu cầu của họ, vừa cái túi tiền, vừa cái chức năng chơi, đó, yêu cầu làm việc của họ vừa đủ là họ mua. Còn ở Việt Nam mình thì cứ con nào xịn nhất, đắt tiền nhất thì mới chịu mua các bạn. Vâng, giá con này thì thật sự là không hề rẻ các bạn. Ok, unbox, cắt tem. À, vâng, cái cảm giác mở hộp một cái sản phẩm mới với nhiều chức năng hay ho của một cái hãng mới luôn luôn là một điều rất là thú vị. Wow. Vâng, đây Husqvarna lúc nào cũng có sẵn một cái túi cho mình như thế này, bất kể là những cái con 20 triệu hay là 16 triệu hay là 10 triệu hay là 8 triệu, 6 triệu gì thì cũng đều có túi hết. Đó, chứ không phải là như DJI là chỉ cho cái máy không. Wow, đẹp quá. À, tôi bỏ cái này qua bên nha. Vâng, một cái túi rất là gọn, đẹp. Husqvarna, dây kéo chống nước ha, rất là chỉnh chu. À, cái dây nắm này, cái dây kéo này cầm thôi là sướng tay. Wow, con này màu trắng các bạn ơi, phê quá, tôi rất thích màu trắng Ngọc Trinh. Vâng, bên trên đây là mình có một cái ngăn kéo để những cái phụ tùng, hai bộ cánh dự phòng, cáp chuyển đổi, tai C và Lightning. Ok, mình lấy máy ra. Wow, đẹp quá. Cái cảm giác đầu tiên mình cầm trên tay là nó rất là chắc chắn. Vâng, cái nhựa sần này rất là đã. Đây là bản combo nên là trên máy có một pin và một pin sơ cua nữa, là hai pin. Thì tôi rất thích những cái hãng mà nó có hai pin như thế này, vừa đủ dùng. Một pin thì nó hơi thiếu, mà ba pin thì cái chi phí tiền của nó sẽ cao. Ở bên đây mình có cáp sạc các kiểu, một cái đốc sạc 4 pin. Bên đây là nguồn adapter và dây sạc. Vâng, với nhiều dòng Blycam thì họ không có cho cái củ sạc nữa. Đó, mình phải dùng những cái sạc ở nhà đó thì nó sẽ chậm và nó không đúng cái công suất. Vâng, tay cầm màu trắng luôn. Hai càng trước mở ra trước, hai càng sau mở ra sau. Đây, gimbal. Bóp hai bên này mở. Gimbal 30. Bóp tem cái camera. Vâng, con này là quay 4K. Cái camera này là quay 4K và cảm biến 1 inch như các bạn.
Vâng, nếu các bạn chơi chụp ảnh hoặc là quay phim thì cảm biến một in là một cái gì đó hơi bị dữ. Đây, đây có hai cái càng đáp này, các bạn nhớ mở ra nha. Mình mở pin ra thử. Vâng, hai cục pin này là dung lượng 3200 mAh, 3200. Và tôi coi trên web á, là họ có bán cục pin dung lượng lớn tới 5000 mAh, 5000. Thì với cái cục pin mà 5000 mà các bạn mua thêm á, thì cái khả năng bay của con này nó lên tới 53 phút. Ai da, các bạn nghe không lầm đâu, 53 phút. Thực sự thì trước giờ tôi chưa từng sở hữu một con Leica nào mà bay được tới 53 phút với cục pin 5000 mAh. Còn đây chỉ là cái cục 3200 thôi, có lẽ mình sẽ phải mua thêm cái cục 5000 nữa để chơi, để bay thử 53 phút coi như thế nào. Vâng, khoang chứa pin nằm ở bên trên này thì nó rất là chắc chắn, khi mà có va chạm nhẹ đó thì nó sẽ không bị sục sịch, mất nguồn hoặc là văng ra ở bên trên. Đó, pin. Ồ, bốn vạch luôn. Đầy pin luôn các bạn ơi. Tại sao lại đầy pin ta? Ok, mình mở thử cái tay cầm. Wow, cái này tha hồ mà kẹp những cái điện thoại lớn, anten bản lớn nhìn rất là sướng. Hai cái joystick nằm dưới đây. Ok, mình mở thử. Bấm một cái, bấm giữ cái thứ hai. Ok, lên rồi. Ok, mở thử Leica. Bấm một cái thứ hai bấm giữ. Các bạn phải bấm giữ cho tới khi mà nó lên đủ 4 cái đèn nha. Ok, sau khi nó kết nối thì màn hình nó hiện lên như thế này. Một cái màn hình khá là rõ. Vâng, với một con Leica mới á, thì các bạn phải cài một cái app mới nha. Con này là con Hubsan 2, cho nên là mình phải cài cái app có tên là Hubsan ACE 2. Đó. Rồi mình đăng nhập tài khoản mình vào, sau đó mình bấm Active. Đó, Active nha. Một cái mới thì luôn luôn là phải active thì mình mới có thể sử dụng được. Đó, thì sau đó nó sẽ hỏi mình là update firmware. Mình đồng ý luôn. Update firmware. Lần đầu tiên thì mình Cali máy bay. Xoay hai vòng sau đó để đứng lên. Để xuống chứ. Đó, mình xoay hai vòng. Ok, đã có hình rồi các bạn. Đó, quá đẹp. Đó, đây là hình ảnh truyền từ livecam về điện thoại của mình. Vâng, do nãy giờ gấp firmware hơi lâu, mình để đây nè, cho nên nó nóng máy. Và bây giờ nó đang kêu tít tít ấy. Đó, mình nên tắt cho nó nghỉ một chút. Ok các bạn, sau khi tôi đã update firmware xong đầy đủ. Bây giờ mình sẽ khởi động motor cho các bạn coi cái tiếng ồn của nó nha. Kéo hai cần vào. Xin lỗi, kéo hai cần ra ngoài. Đó. Ồ, có cái đèn này. Motor quay. Khá là êm. Các bạn nghe tiếng motor êm. Kéo cần xuống để tắt. Mình làm lại một lần nữa. Đó. Bên dưới đây là có đèn trợ sáng để cất cánh hạ cánh. Đó, đèn trợ sáng. Êm lắm các bạn ơi, chưa cất cánh là rất là êm.
Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, đây là con flycam của hãng Hubsan. Tên của nó là Hubsan ACE 2 nha các bạn. Đó. Version 2, con này mới ra mắt luôn. Đó, sáng nay tôi sẽ test bay độ cao maximum của nó. Con nó được bao nhiêu? Camera mang cảm biến 1 inch. Đó, rất tuyệt vời, quay 4K. Cất cánh các bạn ơi. Rồi, kéo hai cần. Bấm quay phim. Lên. Vâng, rất là nhẹ nhàng các bạn ơi. Vâng, rất là nhẹ nhàng, êm ái. Tôi quay một vòng cho bạn xem. Rất chuẩn nha. Ok, bay thôi. Ok, mình kiểm tra bản đồ coi. Đó, có điểm home rồi. Quá đẹp. Bay nào. Vâng, hình ảnh đẹp quá các bạn ơi. Hình ảnh 4K cực đẹp, màu sắc thật là rực rỡ. Thật sự là tôi quá bất ngờ với cái chất lượng của cái camera này. Vâng, đây là hình ảnh quay 4K nằm trong thẻ nhớ nha các bạn. Wow. Vâng, thật sự là đáng đồng tiền bát gạo. Vâng, cái màn cảnh này thì các bạn không còn lạ gì. Hầu hết là những con Leica tôi đều bay test ở khu vực này. Đó, các bạn thấy màu sắc và khả năng chống rung mượt mà của nó như thế nào. Đó, đặc biệt là những ảnh cận như ban nãy, quá đẹp. Vâng, tôi lựa được vòng cho nóng máy. Đó, rồi sau đó tôi sẽ test độ cao maximum 800m cho các bạn xem. Vâng, tôi đang đứng ở cái chung cư 5 tầng. Có khả năng là nó sẽ bị khuất. Bị khuất cái chòi ấy. Cái chòi nó đứng ở đó. Và bị khuất cái chung cư này này. Quá ghê luôn thế nhỉ. Mình bay lùi. Cho nên là không có nhìn thấy cái chung cư các bạn. Vâng, hình ảnh và khả năng chống rung là thấy đáng đồng tiền rồi đó. Không có gì để chê các bạn ha. Đẹp quá các bạn ơi. Vâng, trời tắt nắng mất rồi. Vâng, khoảng cách xa bây giờ là 600m. Bây giờ mình bắn lên cao nè. Độ cao hiện tại bây giờ là 200m. Khoảng cách là xa là 600m. Vâng, phía xa là sông Cần Giuộc và cầu Cần Giuộc. Vâng, đây là con Hubsan ACE 2. Vâng, thời tiết sáng nay khá là mù mịt. Hy vọng rằng là mình lên trên cao sẽ có mây không? Bốn trăm mét rồi. Vâng, có mây này các bạn ơi. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Mới 400m mà mình đã săn được một quả mây.
Vâng, 500 mét rồi. Các bạn ơi, con này có khả năng bay cao lên đến 800 mét. Ồ, tôi đang đứng ở ngoài nắng chói quá. 620 mét rồi. Vâng, mây đẹp quá các bạn ơi. Wow, mây kìa. 700 mét thì mình đã đi ở trên đám mây. Bảy trăm năm mươi mét rồi. Wow, 800 mét các bạn ơi. Vâng, maximum rồi. Maximum là con này bay được độ cao 800 mét các bạn. Đó, các bạn thấy mây không? Vâng, với con những cái dòng hút san mà bay cao 800 mét như thế này thì cái chuyện săn mây ngay trên nóc nhà của mình là chuyện rất là dễ dàng các bạn ha. Đó, mây trôi. Đó, tôi đang đứng ở cái chung cư 2 tầng, cái lốc phía dưới này. Các bạn nhìn thấy không? Wow, mình ngước lên coi. Wow, mù mịt luôn. Quá đỉnh. Không thể tin được. Wow. Vâng, lâu nay thì săn mây thì nó báo gió mạnh. Lâu nay thì săn mây mình phải đi Đà Lạt, Sapa. Còn bây giờ mình săn mây ngay trên nóc nhà của mình các bạn ơi. Vâng, ở độ cao như thế này thì chuyện săn mây là chuyện rất là bình thường luôn. Vâng, nó tự động return home trở về các bạn ơi. Do ban nãy trời nắng quá. Trời nắng quá cho nên là tôi đứng sát vô cái chòi ấy, cái chuồng cu ở trên sân thượng rồi đấy. Cho nên nó bị khuất. Nó bị khuất tại vì các bạn thấy đó, tôi đang nó bay cách xa đi 600 mét lại. Nó khuất cái chuồng cu. Cho nên nó hơi mất sóng. Do mình đứng sát cái bức tường quá, cái chuồng cu á. Đó, nó return trở home trở về. Vâng, độ cao hiện tại bây giờ vẫn đang là 800 mét. Và nó đang về gần hơn này. Bây giờ là còn 200 mấy chục mét thì nó bắt sóng trở lại. Nó rất là an toàn các bạn ha. Ở độ cao này thì chúng ta vẫn nhìn thấy mây. Vâng, xin nhắc lại là những cái dòng Lycam của Hupsan gần đây á, là khả năng bay cao. Bay cao tối đa được tới 800 mét lận. Còn những con của DJI thì chỉ có 500 mét thôi. Có thể là dòng Mavic 3 bây giờ nó cho bay lên tới 1000 mét. Nhưng mà rất tiếc, không phải chỗ nào cũng bay được nha các bạn. Không phải chỗ nào cũng bay được 1000 mét. Còn với con Hupsan này thì bất cứ chỗ nào cũng có thể bay được 800 mét. Ở khoảng cách này thì săn mây rất là dễ dàng. Vâng, nãy giờ bay thì đôi lúc mặt trời nó bị mây nó che, cho nên là nó hơi sụp tối, chất lượng hình ảnh của nó không được ổn định lắm. Do mình bị khuất mây ấy, và khi mình hạ độ cao ấy, thì cái sương mù ấy, đó, cái sương mù cái mây ấy, nó làm cho chất lượng hình ảnh của mình giảm đấy các bạn. Đó. Thực ra nếu các bạn bay vào lúc mà trời nắng mạnh ấy, thì ở cái độ cao 800 mét này nó rất là rõ, rất là đẹp. Và do đây là do hơi nước
hơi nước quá nhiều cho nên hơi mờ. Vâng, pin còn có 36%. Và tôi đang cho return home. Vâng, khá là mù mịt. Xuống được 500m rồi. Từ 800m xuống được còn 500m rồi các bạn ơi. Vâng, ở khoảng cách 400m thì vẫn còn đang ở đám mây. Khá là mù mịt. Vâng, nó báo pin còn 30%. Kịch tính. Xuống đến 200m rồi. Vâng, phía xa là cầu Cần Duộc. Vâng, pin là 25%. Vâng, xuống tới rồi các bạn ơi. Tôi hủy return home và điều khiển flycam xuống. Mình chuyển qua chế độ N. Vâng, flycam đang xuống các bạn ơi. Pin còn có 16%. Ok, đón flycam về các bạn ơi. Ok, chào các bạn. Wow. Ok, quá tuyệt vời. Vâng, chuyến bay săn mây của con Husqvarna. Husqvarna ACE-2 bay ở độ cao 800m, săn mây ngay trên nóc nhà của mình đã thành công tốt đẹp các bạn. Vâng, khi về thì pin còn có 15%. Quá tuyệt vời. Vâng, nếu các bạn cảm thấy thích thú đó, với con Husqvarna ACE-2 với cảm biến 1 inch đó, camera quay 4K như thế này đó, và có khả năng săn mây ở độ cao 800m đó, thì các bạn hãy bấm vào phần mô tả của video. Bên trong có một cái link đó, liên hệ với shop Dokimi đó, và các bạn hãy đặt hàng cho mình một con. Chúc các bạn có những chuyến bay an toàn và những thước phim săn mây tuyệt vời. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Yeah.